chào anh chị hôm nay chủ đề á, mỗi ngày nhiên đưa một cái chủ đề hót hót nóng nóng lên để cho tất cả cô bác anh chị chúng ta để mà à, có tin vui để mà mình có, có có cái có tinh thần để mà ở trên không gian này mình phấn đấu mạnh mẽ hơn anh chị ha tên à, mẹ của tên à, tăng thái là lê thị chống tên cái tên không đó. lê rồi lê đã lê lết rồi còn lê thị chống cho nên đẻ con ra một cái thằng chống cộng đó, gia đình của bà ta thì không có đạo đức cho nên đẻ ra một thằng con lu manh mắt dạy đó, biết mẹ nó về nước rồi mà nó vẫn còn lên trên mạng đó, nó ra rã tân thái tao nói cho mày biết nè một thằng chống cộng cực đoan mày lên á mày xuyên tạc mày nói là đảng nhà nước thế này thế nọ thế kia vậy sao mày cho cái 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 bà Lê Thị Chống mà cái cây cột điện mà đẻ ra mày đó Tăng Thái Kẹo kéo Chào chị Thái Ngọc Nhiên, chị chào em nghe kẹo kéo đó. Tăng Thái ơi, Tăng Thái Mày à, bác Nguyễn Xuân Phúc nói là đúng mà Cái cột, đồng đề, cái cột điện ở Mỹ mà về có chân cũng về Việt Nam thì cũng bay cũng bay chạy về Việt Nam rồi thì hiện nay cái cột điện mà đẻ ra tao mày đó Cái cột điện Lê Thị Chống đó, đẻ mày ra đó tăng thái về Việt Nam rồi đó Lê Thị Chống à, Năm nay là 84 tuổi à, Đang 84 tuổi là đang cách ly y tế à, Cho người nhập cảnh vào Việt Nam tại sư đoàn 390 khu 14 phường Ngọc Trạo, Thị xã Trảng à, Thị xã Biểm Sơn tỉnh Thanh Hóa Tăng Thái ơi là Tăng Thái Và cái đám chống cộng cực đoan của chúng mày Bác Nguyễn Xuân Khúc nó có sai không? Bác Nguyễn Xuân Khúc nói là cây cột điện ở Mỹ mà có chân chạy về cũng bay về Việt Nam rồi Để mà tránh dịch rồi Đấy Tăng Thái ơi Cây cột điện mà đẻ ra mày tên Lê Thị Chống hiện nay chạy về Việt Nam rồi đó Lê Thị Chống 84 tuổi đó. Lê Thị Chống anh chị em nào á Bây giờ Nhiên đã cho thông tin hết rồi Thì à, anh chị nào có đưa hình ảnh Thì thì gì đó thì các anh chị đưa Rồi à, từ từ thì Nhiên chơi cái bài với Nhiên chơi cái bài với Tân Thái nè nhưng chơi phải từ tập từ tập với nó chứ anh chị Chứ đâu đưa liền đúng không Bữa trước á, Nhiên đưa thông tin á, là mẹ Tân Thái Hoàng Xuân Vi Nhiên chào bạn nha à, nhưng chào tất cả anh chị Anh chị chia sẻ dùm lên đấu trường Tất cả đấu trường dùm cho Nhiên à, Tất cả đấu trường Tại vì những cái tin hot này Thì mình phải đưa lan rộng ra như, Tất cả các đấu trường để cho tất cả Cô bác anh chị em Và các cháu biết về cái thông tin này Đó Còn về hình ảnh thì chắc anh chị nhiên đưa thông tin vậy thì các anh chị sẽ chụp được hình ảnh mẹ của tăng thái rồi đúng không thì nhiên cho thông tin là lê thị chống nha chống c nha chống c nha Lê Thị Chống 84 tuổi Đang cách ly ở Sư đoàn 390 à, Là anh chị biết rồi đúng chưa Sư đoàn 390 Khu 14 Khu 14 Phường Ngọc Trạo Thị xã Biểm Sơn Tỉnh Thanh Hóa Đây Cây cột điện Cây cột điện tên Lê Thị Chống đẻ ra thằng tăng thái chống cộng cực đoan đó anh chị đó hiện nay giờ cái bọn chống cộng cực đoan lưu vong ở ở xứ thiên đường đó anh chị nó đòi xé cái cái cái, cái cuốn bát bo như gọi là bát bo bát bo của việt nam chúng ta hiện nay giờ cái cái vé mà cái 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 cuốn bách bo của chúng ta đó anh chị à, là cái tấm Kim bài miễn tử và tấm bùa hộ mệnh cho những thành phần mà từng chống phá nhà nước hay là cha mẹ của những thành phần mà chống phá nhà nước để xin về Việt Nam để làm bùa hộ mệnh để mà để mà dạng mà bùa hộ mệnh miễn tử là cái người đảng đảng cộng sản Việt Nam là gì không là cứu người cái 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 con người đó gọi là cái bách bo Việt Nam hiện nay bây giờ là bùa hộ mệnh cho những thành phần mà ngày xưa chơi ngày xưa có là bọn chống cộng đó anh chị. Nói là cái bách bo Việt Nam đi trên cả thế nước thế giới là khinh khi gì đó. Hiện nay giờ cha mẹ của những cái bọn mà chống cộng là mẹ của ông Tăng Thái đó, là cây cột điện đó. Cái cột điện mà đẻ là mẹ Tăng Thái đó Lê Thị chống 84 tuổi đang ở sư đoàn 390 khu 14 phường Ngọc Trạo. Thị xã Biển Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em chào anh anh miền Tây nha, cùng quê em. Đó. Đó anh chị. Tăng Thái ơi. Xuyên tạc nữa đi. Bây giờ tao đưa từ từ hộ chiếu quyền lực nhất thế giới đúng rồi đó Hồng Hạnh chẳng gọi là quyền lực ở đây là quyền lực nhất thế giới mà còn là tấm bùa hộ mệnh nha tấm bùa hộ mệnh đó là tấm bùa cứu mạng đó tấm hộ chiếu việt nam là 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 là, là bùa cứu mạng cho một bạn người đó anh chị đúng không anh chị cái tấm hộ chiếu đó đó là cái bọn chống cộng khinh khi nhưng mà cái tấm hộ chiếu bách bo việt nam đó mà bay được về tới đất nước việt nam đó, thì đảng cộng sản việt nam cứu được một con người đó cò là thoát với tử thần có phải là tấm bách bo đó là cái gì bùa hộ mạng không bùa hộ mạng không tấm kim bài á tấm kim bài cô là miễn cái bài này nè nhiên đâu đọc cái bài của của bạn của bạn của bạn Cát phi nè anh chị nhưng đọc của bài của bạn Cát phi như thế này nè nha tháo chạy khỏi nước mỹ giá trị của tấm hộ chiếu Việt Nam hay là từ cõi chết trở về một hành trình gian nan tuy nhiên có nó cũng chả là gì so với uh, những gì tôi chịu đựng năm tháng qua năm tháng trước đây nhận được uh, email thông báo từ đảng uh, đại sứ quán Việt Nam được về chiến ngày 8 tháng 7 tất nhiên không phải dễ dàng gì. Ý là cái anh Cắt thi này anh nói là anh nhận được cái email của Đại sứ quán Việt Nam anh chị là nhận thông báo rằng là anh sẽ từ nước Mỹ mà anh bay về Việt Nam. Anh là từ nước Mỹ anh sẽ bay về Việt Nam là bắt đầu là từ trên nước Mỹ bắt đầu lên lên chuyến bay là từ ngày 8 tháng 7. Bắt đầu ảnh ơi là ảnh là được may mắn đó nha, ảnh được may mắn là lên được chuyến bay tới là ngày 8 tháng 7. Nhưng mà sau lưng ảnh ha, còn sắp hàng tới 7.000 người nữa nha anh chị. Sắp hàng sau lưng ảnh sắp xếp, người ta đăng ký về Việt Nam sau lưng anh các phi này còn 7.000 người nha anh chị. Nhiên đọc tiếp cái cái bài viết của ảnh anh chị. Tất nhiên không phải dễ dàng gì. Còn 7.000 người xếp hàng sau lưng. Anh chị, đó có phải là cái cái bách bo việt nam là tấm bài mà, mà tấm tấm bùa hộ mệnh không anh chị khi mà nhà nước mình cho là về việt nam cho những người trên đất nước những người việt ở trên nước mỹ á, là được về việt nam khi mà đất nước của người ta là lọn lạc lọn lạc là ở đây là gì anh chị thấy rồi vừa nhiễm covid 19 chín rồi bạo lọn ở trên nước mỹ nè thì Ai cũng sợ trên toàn thế giới ai cũng sợ con Covid-19 hết trơn. Còn đất nước chúng ta ngược lại lại đón những cái nước mà có người dịch bệnh Covid-19 về Việt Nam. Người ta bên kia ngăn chặn con Covid mà chỉ có đất nước Việt Nam là không sợ con Covid-19. Đón người Việt Nam về để mà chữa trị cho người Việt Nam. Có đất nước nào cả cho cả thế giới này có nước nào mà làm được như đất nước của chúng ta không anh chị? Chỉ có đảng nhà nước ta là đón dân về để mà trị bệnh Chứ không có nước nào duy nhất một nước thứ hai như nước Việt Nam chúng ta để đón người Việt về Tất nhiên không phải dễ dàng gì Còn 7.000 người xếp hàng sau lưng tôi Tôi muốn chào nước mắt âm thầm chuẩn bị 40 năm 40 năm 40 năm trước đi Ở nước ngoài Bí mật thế nào thì bây giờ Về bí mật như thế Đề phòng mọi bất chắc xảy ra Nhưng rõ cái nào hồi hộp hơn cái nào Nhưng có lẽ lần này hồi hộp hơn Vì được thoát khỏi án tử Covid-19 Anh chị thấy cái anh Cát Phi này viết bài Mà anh chị thấy cảm thấy xúc động không? Mà nếu ở lại lâu hơn Khả năng tử thần Đón đi càng cao hơn Anh chị thấy anh, anh Cắt Phi anh viết không? Bạn sẽ không thể nào biết mình bị lây nhiễm ở đâu Khi nào mặc dù đã áp dụng các biện pháp tối đa Tất cả chỉ phó mặt cho thế giới âm tính Nếu có phúc đức thì mình được thoát kiếp nạn này mất 6 giờ bay từ sân bay à, gì đó anh chị sân bay từ Mỹ bay về đó anh chị đó ăn cơm trưa nhưng tôi tin nhưng tôi tin chả có uh, đại sứ quán nào làm được vậy đích thân đại sứ quán Hà Kim Ngọc và các nhân viên ra úy lão giúp đỡ các trục chặt nho nhỏ tiễn vào về nước mất 4 giờ trên xe buýt trên đường mới đến sân bay anh chị đây chặn đường dài 20 tiếng đổ tiếp xăng ở sân bay sân bay gì nhiên đọc không không biết nói là như nó tất nhiên là nhiên nói là là hạ cánh đáp xuống sân bay đó rồi đổ xăng vô rồi bắt đầu bay về Việt Nam mình tiếp chả là gì so với những gì tôi chịu đựng 5 tháng ở đây cô viết tăng theo cấp số nhân biểu tình bạo loạn cướp bóc người da đen có quyền được sống đêm đêm nằm ngủ không yên đúng rồi đó anh chị anh lợi minh anh nói mà nước Mỹ bạo loạn, ngủ ban đêm không có không, không được yên mà. Đêm đêm nằm ngủ không không được yên, đến sáng uh, mới biết mình còn sống. Chữ gì cứ đọc lần lượt lên chị. Chữ chữ toàn là chữ tiếng Anh, không, không biết tiếng Anh thôi đọc vậy, các anh chị cũng hiểu rồi. Thì một chút nữa các anh chị vô lấy cái bài đó cắt lên cái đoạn mà nhiên không nói đó anh đưa chị vô là cho khán khán giả um, nhìn lên cái khúc đoạn đó nhé anh chị anh chị nào lấy liếm nhiên á ở Mỹ có thể không chết nhưng về Việt Nam à, ở Mỹ có thể không chết nhưng về Việt Nam chắc chắn sống tới nội bài được đón chu đáo đưa về à, đưa về khu quân đội cách ly mọi à, điều kiện ăn ở không phàn nàn gì đầy đủ hết đồ ăn thức uống trời cái vụ tấm kim bài tấm cái tấm tấm cái tấm gì cái tấm bách um, bo của Việt Nam bùa hộ mệnh sau sau còn hơn năm sau vậy ta uh, phòng máy lạnh năm người tất cả đều miễn phí cảm ơn chính phủ Việt Nam cảm ơn Bộ Ngoại Giao cảm ơn Đại sứ quán Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cảm ơn anh Huy Tổng lãnh sự Việt Nam tại Texas bây giờ với cá nhân tôi tự hào là người Việt Nam tự hào với tấm hộ chiếu Việt Nam, một đất nước không bỏ rơi công dân của mình trong hoạn nạn, xin nguyện ghi nhớ công ơn này Việt Nam, đất mẹ đất mẹ mến yêu. Nhiên đang ngồi buồn. Anh vừa phải thôi. Bây giờ nhiên bắt camera sao cho anh chị nha. Đây một bài viết, đây Nhiên anh ấy bắt cho anh chị, đây. Sau lưng anh ta còn 7.000 7 người đang xếp hàng về Việt Nam. À, nhiên bắt lại, trở lại cái đoạn này.